Chào buổi sáng. Hôm nay là một ngày mới nữa. Bếp ăn chay kỳ duyên của mình sẽ làm một món ăn chay hủ tiếu mì. Nhưng mà mình sẽ xào khô. Chứ mình không có nấu nước súp nha. Cái món hủ tiếu mì xào khô này mình sẽ làm một bữa ăn sáng nhẹ cho gia đình. Nó cũng rất là đơn giản, dễ làm, nhanh và gọn mà cũng rất là ngon. Bổ dưỡng. Đây là rau củ, là những thứ mình chuẩn bị để mình xào nha các bạn. Gồm có hẹ nè. Đây là hẹ. Cái đồ bỏi mình chuẩn bị cho và ngò rí. Mình đang sơ chế những cái loại rau gồm có ngò rí, hẹ, hành, cải ngọt, củ đỏ và giá. Thì mỗi thứ một chút rau như vậy, mình chỉ để cho nó về với cái dĩa xào của mình. Hôm nay mình sẽ xào phục cho hai người ăn. Rồi, đây là hành, hẹ và ngò rí. Cải ngọt mình chỉ dùng khoảng một chục cây cải ngọt nhỏ như thế này thôi. Còn trong cái bó cải ngọt của mình thì mình sử dụng khoảng 10 cây như thế này. Bởi vì ở trong đồ bỏi của mình nó có rất là nhiều thứ, cho nên cải ngọt đó thì nó cũng chỉ là một phần cải. Mình có thể dùng cải cải thảo hay hoặc là cải dúng, nếu không thì bắp cải cũng được. Nếu mà trong gia đình có nguyên liệu gì mình cứ xài cái đó, nhưng mà hôm nay mình sẽ sử dụng là cải ngọt, bởi vì hương vị của cải ngọt nó cũng rất là ngon. Đây là giá. Đây là hủ tiếu. Và hủ tiếu mình dùng một loại hủ tiếu làm bằng bột chuối hay gì á, dai lắm, rất là ngon. Và đây là mì. Mì này là mì dắt. Mình đã trụng nước sôi rồi nha. Rồi. Và đây là khâu đậu hũ. Bởi vì ăn chay thì đậu hũ là món chính nha các bạn. Mình sẽ chiên đậu hũ để mà mình xào với hủ tiếu mì. Khoai chọn. Đây là hành và tỏi. Hành và tỏi mình có thể để chung với đồ hũ để mình khử luôn. Khử trong dầu, sẵn dầu nó nóng.
Mình làm như thế này mình sẽ tiết kiệm được thời gian. Và miếng đậu hũ nó cũng có cái hương vị của hành tỏi nó rất là ngon. Đây là cải ngọt. Và đây là hẹ. Đây là ngò rí. Mình sẽ sơ chế tất cả những cái rau củ mình sẵn hết. Khi mình xào thì mình chỉ có bỏ vô và mình lo mình trụng thì mình xào nó lên thôi. Mình không có mất thời gian để mình phải mình làm. Mình sẽ làm sẵn tất cả mọi thứ. Đây là hành lá. Sẽ cho một cái chảo. Mình sẽ lấy hành và tỏi ở bên cái chảo hồi nãy mình đổ vô. Mình khử cho nó thơm lên. Rồi, dầu nó đã nóng lên, mình sẽ cho cải ngọt vào trước nha. Xào mì hay xào hủ tiếu mì gì thì nó cũng giống nhau vậy thôi. Nhưng mà cách xào của mình thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái cách xào mì, cộng mì nó vừa dai mà nó vừa rất là ngon. Khi mình đổ cải vô xong thì mình cho mo hủ tiếu vào luôn nha. Cái này mình ngâm là nó dư rất là nhiều. Nhưng mình sẽ đổ độ chừng khẩu phần cho hai người ăn thôi. Sẽ làm khoảng hai người ăn. Mình cho hủ tiếu vào trước. Kế tiếp là mình cho mì vào. Tại sao cách xào mì như thế này mà mình hướng dẫn là bởi vì khi mà mình cho mì xào chung với rau cải như thế này thì nó sẽ rất là thấm. Nó sẽ rất là thấm gia vị. Rồi bắt đầu chúng ta nêm gia vị nha. Nêm rất là ít đường. Nêm mình cũng chết thôi, mình không có để nhiều. Bởi vì cái khẩu phần ăn hai người đó thì cái gia vị mình nêm cho nó vừa hai người.
là bột ngọt. Rồi tất cả những cái gia vị đó mình trộn xong, mình sẽ xào lên. Và đây là đậu hũ mình đã chiên xong. Một phần mình sẽ cắt vô trong đồ xào cho nó thấm nha. Còn một phần mình sẽ trang trí ở trên dĩa. Đậu hũ mình mới chiên rất là ngon, rất là tuyệt vời. Rồi tiếp theo đây mình sẽ cho đây là củ đỏ mình sắc như thế này là mình trang trí nha các bạn. Tiếp theo là hành và hẹ, ngò và giáo mình cho sau cùng nha, tại vì hai cái món này thì nó không cần thiếu quá chín. Vậy chúng ta sẽ để nó sau cùng. Rồi rất là vừa ăn. Mình chỉ nêm mỗi cái một chút thôi, nhưng mà mình cảm nhận nó rất là vừa ăn rồi đó. Đây cọng mì nó rất là dai, hủ tiếu cũng vậy, dai và mềm. Mình xào trực tiếp ở trên chảo nó rất là ngon. Có nhiều người á, người ta làm hủ tiếu mì á, thì người ta chỉ trụng hủ tiếu và mì rồi người ta xào rau củ người ta trộn vô thôi. Nhưng mà cái cách của mình hướng dẫn là tại sao mình phải hướng dẫn mọi người là mình xào trực tiếp lên trên chảo thì hủ tiếu và mì của mình nó sẽ rất là dai. Rồi mình sẽ cho một ít giá nha. Giá của mình thì không cần quá chín đâu, mình cũng chỉ xào lên sơ lên cho giá nó vừa chín tới thôi. Bởi vì gia đình mình không có ăn nhiều dầu, cho nên vì vậy mà ở đây mình chế biến mình để một ít dầu cho nó đủ làm cho cái món ăn của mình. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho ngò rí vào. Nhìn ngon lắm đúng không mọi người? Chảo chiên đậu hũ mình còn một ít hành và tỏi, sẽ cho hết vào cái chảo xào của mình. Bởi vì khi mình xào cái món này hành tỏi nhiều nó rất là thơm ngon, tăng hương vị. Rồi tắt bếp nha. Xong chúng ta sẽ có một món ăn sáng rất là tuyệt. Một món chay thuần khiết cho một bữa sáng nhẹ đơn sơ của gia đình của mình thì nó vừa rất là bổ dưỡng, nó vừa rất là thanh tịnh,
rất là tiện đúng không mọi người? Lý do tại sao mình cắt củ cải như thế này, bây giờ củ cà rốt thì mình cũng chỉ là trang trí thôi, nhưng mà cũng ăn bổ dưỡng. Rồi xong, chúng ta có thể xếp một ít đậu hũ mình đã chiên xong. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một bữa sáng đơn sơ gọn nhẹ, rất là thuần khiết, dành cho mọi người ăn chay ăn mặn đều dùng được. Mình nên chế biến và ăn chay một bữa chay đơn giản cho gia đình của chúng ta, thì làm cho thân tâm của mình nó được an lạc, nhẹ nhàng thanh thản. Mời mọi người cùng thưởng thức. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, bệnh dịch qua mau, mọi người được ấm no hạnh phúc, hòa bình thế giới. Nam mô A Di Đà Phật.